Em xin chào thầy và các bạn, em tên là Lê Nhật Tân. Em xin trình bày về tác động của Rosacklanding đối với sự phát triển của tóc. Thì trước tiên, ta đi vào sự phát triển và chu kỳ của tóc. Tóc trên da đầu dài khoảng 3 đến 4mm mỗi ngày, tương đương khoảng 18cm mỗi năm. Không giống như các động vật có vú khác, sự phát triển và rụng tóc của con người là ngẫu nhiên và không theo mùa hoặc theo chu kỳ. Tại bất kỳ thời điểm nào, một số lượng tóc ngẫu nhiên sẽ ở một trong ba giai đoạn từ tăng trưởng cho đến rụng tóc. Thứ nhất là anagen, thứ hai là catagen, thứ ba là telogen. Sự kết thúc của giai đoạn telogen trong khoảng 3 tháng được đánh dấu bằng rụng tóc khỏi nang lông. Thì mái tóc là một đặc điểm hết sức quan trọng đối với mọi người, thể hiện vẻ đẹp, sức sống và giúp ghi dấu ấn cá nhân thông qua kiểu tóc, màu sắc tóc. Người ta thể hiện được cá tính riêng của mình, không trùng lẫn với ai. Rụng tóc androgen là một trong những rối loạn chu kỳ tóc ảnh hưởng đến cả nam và nữ, gây ra những bất tiện trong cuộc sống xã hội hiện đại. Rụng tóc thường đi kèm với các vùng da mỏng ở vùng hói. Chứng rụng tóc này thường do nhiều yếu tố bên trong khác nhau gây ra, như vấn đề di truyền hoặc sự cân bằng nội tiết tố. Người ta cho rằng prostaglandins có thể đóng một vai trò quan trọng trong căn nguyên của rụng tóc. 4 prostaglandins chính như prostaglandin D2, prostaglandin E2, prostaglandin E2 và prostaglandin F2 alpha được thể hiện về mặt không gian trong nang tóc và liên quan đến rụng tóc. Các nghiên cứu đã chỉ ra prostaglandin D2 và prostaglandin E2 được điều chỉnh tăng đáng kể trong sinh thiết da lấy từ nam giới bị hói đầu. Trong nghiên cứu của ASA và cộng sự chứng minh rằng mức độ của prostaglandin D2 đã tăng lên đáng kể ở vùng da đầu bị hói so với vùng da đầu không bị hói ở nhóm bệnh nhân bị rụng tóc androgen. Điều thú vị là mức độ biểu hiện của prostaglandin E2 và prostaglandin F2 alpha đã giảm đáng kể ở những vùng hói so với những vùng có tóc. Một số nghiên cứu khác cho thấy prostaglandin E2 và prostaglandin F2 alpha có thể góp phần thúc đẩy sự phát triển ở lông chuột và bảo vệ chúng khỏi chứng rụng lông. Ngoài ra, Dimatoprost và Latanoprost là hai loại thuốc tương tự prostaglandin F2 alpha giúp kích thích sự tăng trưởng của tóc. Nghiên cứu của Hwang và cộng sự đã chứng minh rằng HMG-B1 tăng tiết prostaglandin E2 và làm tăng độ dài của sợi tóc trong quá trình nuôi cấy cơ quan tóc. Để kết luận, nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy mối liên quan rất đáng chú ý mức độ biểu hiện của prostaglandin và sự phát triển của tóc. 4 prostaglandin chính có liên quan đến cơ chế bẩm sinh rụng tóc ở cả nam và nữ, đó là prostaglandin D2 và prostaglandin E2 ức chế sự phát triển của tóc. Mặt khác, prostaglandin E2 và prostaglandin F2 alpha thúc đẩy sự phát triển của tóc. Do đó, sự thiếu hụt của prostaglandin E2 và prostaglandin F2 alpha trong khi sự tăng trưởng của prostaglandin D2 và prostaglandin E2 có thể dẫn đến sự thu nhỏ của nang lông. Những kết quả này ngụ ý rằng sự cân bằng giữa 4 thành phần này trong nang tóc ở da đầu và sự duy trì chúng có thể rất quan trọng đối với sự phát triển của tóc.